Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện xuyên không ngược về thời minh. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên là bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Ngược về thời Minh tập 16. Lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là lúc mà thân thể đang phát triển, không được ngủ đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự trưởng thành của cả tâm hồn và thể xác. Dương Lăng vừa ngáp dài vừa thầm lầm bầm trong bụng. Nếu không phải còn vài phần tự biết mình, Nhất định lúc này y sẽ trịnh trọng đưa ra lời kháng nghị như thế với vị thị giảng học sĩ Tạ Thiên đang thao thao bất tuyệt trước mặt. Mộc trai tiên sinh đang giảng bài đến lúc hưng phấn, nước bọt bắn tứ tung. Lúc này Chu hậu chiếu đang ngồi nghiêm trang sau bàn, vai kề vai với Dương Lăng. Về mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây ngốc, trạng thái hóa đá này đã kéo dài được gần một buổi sáng rồi. Nhưng từ nửa canh giờ trước, Dương Lăng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Kể từ cái ngáp đầu tiên của y như có bệnh truyền nhiễm, Hai gã học sinh bất lương bắt đầu ngáp liên tục không ngừng. Sau khi ngáp xong, nước mắt trào ra khiến đôi mắt họ ươn ướt. Tạ Thiên nhìn thấy cảnh này thì lại cho rằng Thái tử và Dương Thị Độc bị nội dung đặc sắc và sinh động trong bài giảng của mình làm cho cảm động nên lão giảng càng giảng càng hăng. Dương Lăng lại chán nản ngáp thêm cái nữa, sau đó lặng lẽ bí môi khinh thường. Chưa nói tới chuyện phải học từ sáng sớm. Những bài giảng của gã thư sinh cổ hủ này quả thực là quá mức khô khan vô vị. Nghe nói trong ba vị sư phụ của Chu Hậu Chiếu thì ông này giảng bài chán nhất, quả đúng không sai. Có lẽ những nội dung đó là tài liệu giảng dạy tiêu chuẩn của các vị thái phó từ cổ tới kim. Chúng được giảng cả ngàn năm rồi, biển cả cũng biến thành nương dâu. Vậy mà chúng nó vẫn chẳng có gì thay đổi, vừa không liên quan tới thực tế, lại chẳng nói gì tới tương lai. Còn về cục diện toàn thế giới ư? Chuyện đùa. Trong mắt tả đại học sĩ, ngoài trừ đại minh ra thì còn có thế giới gì nữa chứ? Càng đáng ghét hơn nữa là tay đại học sĩ này còn y và công phu đủ để thi đỗ trạng nguyên của bản thân. Toàn bới móc nội dung trong những cuốn sách lạ hoác đi cùng với những chữ hiếm gặp. Dường như không làm như thế thì không đủ thể hiện sự bác học của ông ta vậy. Dương Lăng đưa tay lên bóp chán, giả bộ như đang cúi đầu trầm tư. Rồi dựa vào sự yểm hộ của bàn tay, y bắt đầu liếc mắt quan sát cái giá bày đồ cổ ở bên cạnh. Trên chiếc giá được làm bằng gỗ lim này bày một loạt những vật kỳ chân hiếm có, ánh mắt của Dương Lăng dừng lại trên một chiếc hồ lô sáng bóng được làm bằng bạch ngọc. Chiếc hồ lô bạch ngọc này đẹp thật, vừa nhìn đã biết giá tiền không thấp. Đường cong mỹ lệ kia cứ tựa như tựa như thân thể của ấu nương vậy. Chất ngọc long lanh, đường cong mềm mại. <laughs> Thường ngày ta cứ bị bờ vai thon gọn cùng với cái eo nhỏ như lưng ong của ấu nương lừa. Tưởng rằng thân hình nàng chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn lung linh như vậy. Khi nàng nằm sấp trên giường, mái tóc dài đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng như lửa, cặp vai thon bé bé và bờ eo nhỏ xinh kia lại càng tôn lên cái cặp mông tròn xoe đẩy đà ở phía dưới cùng với đôi đào tiên vô cùng dụ người ở phía bên trên theo những động tác điên cuồng của mình cặp đôi trắng nõn vừa mềm mại vừa đầy chất đàn hồi kia cứ đưa qua đưa lại thật khiến cho người ta phải hoa mắt đắm say và lúc mà ấu nương dường như không chịu nổi nữa nhưng lại vẫn nhẫn nhịn ngoan cường tiếng rên rỉ kia mới thật hấp dẫn làm sao đưa tay sờ vào chỗ nào cũng thấy mềm mại mịn màng như ngọc sảng khoái vô cùng thật khiến người ta phải tiêu hồn lạc phách sau khi điên đảo một trận xong ôm thân thể mịn màng trần trụi của nàng trong lòng để nàng ngồi lên gối hai người cũng không nói năng gì cứ để mặt kề sát mặt lặng lẽ ngồi yên nghe tiếng nàng thở cảm nhận tim nàng đập ôi chào cảm giác đó mới thân thiết làm sao thật là yêu nàng chết mất Ngày mai, nhất định phải tranh thủ thời gian đi mua cho nàng bộ bàn trang điểm, gương soi, màn lưới, chăn lụa. Mình phải dốc hết sức để nàng có thể sống thật vui vẻ. Một nương tử tốt như thế không thể bạc đãi nàng được. Một cô gái mới có 16 tuổi đầu, ở thời hiện đại thì vẫn còn được ba mẹ nuôi nấng và chăm sóc. Vậy mà ngày ngày nàng đều phải giặt rũ quần áo, nấu nướng cơm nước cho mình, lại lo hết việc nhà, sáng sớm canh tư đã phải dậy làm cơm. Ôi! Trong mắt nàng, nàng là cây tầm gửi sống dựa vào mình nhưng trong lòng mình nàng mới là cái cây cao để mình dựa dẫm đang lúc Dương lăng suy nghĩ vu vơ chợt vặt áo y bị chu hậu chiếu giật giật y sững người bèn ngẩng đầu nhìn lên trên chiếc bàn trước mặt đột nhiên nghe bộp một tiếng thì ra tạ thiên vừa dùng chiếc thước trong tay gõ mạnh một cái xuống bàn sau đó chắp tay sau lưng đi ra chỗ khác lạnh lùng dương thị độc thấy bài giảng của ta thế nào dạ à tuyệt lắm tuyệt lắm thật là nghe xong như tỉnh cơn mê đề hồ quán đỉnh Dưng lăng giật nảy mình lập tức rời khỏi cơn tưởng tượng gã huynh đệ trung hoạn nạn trung hậu chiếu của y ở bên cạnh che miệng cười thầm trước tai họa mà y gặp phải đồng thời hai tay linh hoạt kết thành một cái đại thủ ấn ở dưới bàn thật không nhìn ra chu hậu chiếu học cái này nhanh như thế chỉ thấy mấy cái kim cương ấn sư tử ấn trí quyền ấn thật luân ấn và binh ấn được 10 ngón tay của hắn bắt liên tục động tác vừa nhanh vừa khéo khiến người ta nhìn mà hoa hết cả mắt đồng thời trong miệng hắn còn lầm bẩm khẽ. Ta quán, ta quán, ta quán, 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 bảo binh quán đỉnh, nhi lợi năng thành kim cương vương quảng đại Phật ngữ quán đỉnh, mật tam thầm thâm quán đỉnh, vô nhị vô biệt đại lạc quán đỉnh. Đang khi chu hậu chiếu quán đỉnh đến say mê, tà thiên chợt hỏi. Thái tử mặt mày rạng rỡ nhất định là đã lĩnh ngộ được nhiều điều. Xin thái tử hãy giải thích một chút được chăng? À, dạ, cái gì? Chu Hậu Chiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức trở nên giống như một thằng đần, ngây người nhìn Tạ Thiên. Dưỡng Lăng nhìn hắn với vẻ đồng cảm, trong lòng cũng sinh ra nhiều cảm xúc. Đứa nhỏ này thực sự là học nhiều quá đến nỗi sắp trở thành thằng ngốc rồi. Thực ra hắn cũng thật đáng thương. Học sinh thời hiện đại khi đi học còn có giờ thể dục, âm nhạc, mỹ thuật gì đó để tiêu khiển một chút. Nhưng tiểu tử này thì cả ngày học toàn phải nghe giảng bài về chính trị với văn học. Dương Lăng khẽ ho một tiếng đưa ngón tay lên dài dài chán Chú hậu chiếu thấy thế liền lập tức hiểu ý nhân mặt nói với tạ thiên à, à Tạ đại học sĩ đầu ta hơi đau Ôi chao cứ hơi suy nghĩ một chút là lại đau Dương Lăng lén giơ ngón tay cái bên dưới gầm bàn, khóe miệng của Chu Hậu Chiếu hơi mấp máy, đoàn hắn cũng đáp lại y bởi động tác giống hệt. Cốc đại dụng đứng một bên đã lâu, lúc này nghe thấy vậy bèn lao nhanh ra, bộ dạng như một tên hán gian đang cầm theo một khẩu súng mau sơ gạc kiễng trần nhìn trái ngốp phải đoàn thất thanh kêu to như có cướp tới nhà thái tử ra đau đầu người đâu người đâu rồi mau đi gọi thái y chậm là ta lấy đầu ngươi đó tên tiểu thái giám đang đứng ở cửa bên lao đi như một làn khói tạ thiên vừa thổi dâu vừa trừng mắt một hồi lâu cũng chỉ đành lắc đầu thở dài thầm nghĩ hôm qua lý đồng dược nói thái tử một tiết học chạy đi nhà sĩ tới tám lần hôm nay mình lên lớp thầy y không đi nhà sĩ thì đã mừng thầm rồi chẳng ngờ hôm nay đít y thì không sao cái đầu lại sinh bệnh Chà, thái tử lợi học như thế biết làm sao đây? Tạ Thiên lòng đầy phiền muộn. Ôm đầu rời khỏi cung thái tử, trên đường còn gặp ba vị thái y đang sắn quần chạy vội. Đằng sau là một đám tiểu dược đồng lưng khoác hòm thuốc chạy theo sau. Tạ đại học sĩ đứng trong cung suy nghĩ hồi lâu. Thái tử là hoàng đế tương lai, y ham chơi không chú ý học tập. Như vậy thực không phải là chuyện nhỏ. Mình được bệ hạ tin cậy giao cho dạy dỗ thái tử, nhất định phải cúc cung tận tụy, gàn óc lầy đất cũng không nề hà. Hiện giờ thái tử ham chơi như thế, cho dù có đắc tội với thái tử cũng nhất định phải bầm với hoàng thượng mới được. Tà Thiên suy nghĩ xong xuôi, bèn xoay người đi thẳng đến cung Cản Thanh. Tại ngự thư phòng trong cung Cản Thanh, lúc này hoàng trị đang nổi cơn nôi đình. Lão ném mạnh phong thư cấp báo quân tình xuống bàn tức giận nói. Bọn hắc nguyên thác đắt này, thực quá ngâm cuộc. Tiểu vương tử vừa mới cướp bóc quay về xong, Hỏa sư lại mang ba ngàn quân đi vòng qua biên quân ở Hoài Lai tập kích Diên Khánh. từ con đường nhỏ trong núi. <laughs> Nếu không nhờ có chắc du kích nhanh chóng tiếp viện, bọn chúng chẳng phải là sẽ tiến dần từng bước đánh thẳng đến kinh sư hay sao? Gã thái giám miêu quỳ đứng hậu bên cạnh bèn khẽ cất tiếng. Hoàng thượng chớ giận. Hỏa sư chỉ có vẻn vẹn ba ngàn nhân mã. Hắn xâm nhập đại minh tà tự như một con cá trê bơi vào biển lớn. Có thể gây ra sóng gió gì chứ? Đại Minh ta binh cường mã tráng, chỉ có điều quốc thổ của chúng ta quá rộng lớn, cần chia binh ra chấn thủ. Chỗ nào cũng phải đề phòng, một bên còn thủ, một bên tấn công. Quyền chủ động nằm trong tay địch thủ, chúng ta khó mà giữ được vẹn toàn. Đám người hoàng dã kia, chẳng hề kiên kỵ gì, do đó, đó mới có thể thừa lúc chúng ta sơ xuất mà xâm nhập. Lão nộ chỉ cần 5.000 binh mã, nhất định sẽ có thể đuổi hòa sư ra khỏi biên cương, đánh cho hắn tơi bởi tàn tác. Từ nay không dám tùy tiện khai chiến nữa. Lưu Kiện vừa mới phụng chiếu vào cung, nghe thế bèn vội tâu. Bệ hạ, hiện giờ chắc Trí Kỳ và điều Anh đã dẫn quân đánh đuổi hòa sư rồi. Người Mông Cổ tạo việc cưỡi ngựa cướp bóc tới lui như gió. Nếu tùy tiện xuất binh e rằng sẽ lao sư động chúng, hao tồn thiên tài, đồng thời cũng khó mà tìm được tung tích địch. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Hoàng trị nghe thế thì không khỏi do dự. Miêu Quỳ nghe được nói, hòa sư chỉ có 3.000 người, nóng lòng muốn lập công, với nghe lưu kiện khuyên can bèn bội tâu. Bệ hạ, họa sư chỉ dẫn theo có ba ngàn quân mà dám xâm phạm đại binh cướp bóc phá hoại như chỗ không người nếu không trừng phạt thật nghiêm chị e người mông cổ sẽ ngày càng ngông cuồng kiêu ngạo lý đông dương vội vàng can gián Bề hạ dẫn quân viễn trinh nào phải chuyện tầm thường binh mãi lương thảo để phải chuẩn bị khi chuẩn bị đủ xong thì họa sư đã ở ra ngoài ngàn dặm rồi huống chi thần nghe nói cái tên họa sư mặt đỏ như lửa vóc người to lớn kiều dũng thiện chiến sức mạnh tuyệt luân cho dù có đuổi kịp thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn hơn nữa họa sư chính là con rể của khả hãn bắc nguyên mãn đô cổ lạc hắn chỉ cần theo một cánh quân đơn lẻ ba ngàn người xâm nhập nước ta là trang bị gọn nhẹ như thế một khi ra khỏi cửa quan nhất định sẽ có đại quân tiếp ứng nếu chúng ta chủ động xuất binh e là cần có binh lực đông gấp năm lần địch nếu không sẽ khó mà làm nên chuyện gì chuyện này vốn trong lòng hoàng trì rất là ngưỡng mộ thái tổ và thành tổ với thành tích văn trị võ công nghe nói người mông cổ ngông nghênh như vậy thì rất muốn xuất binh đánh một trận nhưng ông ta trước giờ rất coi trọng ý kiến của triều thần hướng chi giờ lại là hai trọng thần lưu kiện và lý đông dương cùng tỏ ý phản đối hoàng trị không khỏi cảm thấy do dự khát vọng muốn xuất binh cũng nguội đi nhiều chính vào lúc này một viên hoạn quan bước vào bẩm báo hoàng thượng là đại học sĩ cầu kiến hoàng trị vô cùng bừng rỡ vội bảo mau mau cho ông ta vào tạ thiên bước nhanh vào trong ngự thư phòng vừa định báo chuyện thái tử ham chơi chợt phát hiện lưu kiện và lý đông dương đều ở đây Ông bất giác ngặt người, lời đã lên đến miệng cũng đành nuốt xuống. Ông và Lưu Kiện, Lý Đông Dương cùng làm quan trong triều. Tuy giao tình không tệ, nhưng cũng không muốn ở trước mặt bọn họ mà kể chuyện kia ra. Như thế chẳng phải chứng tỏ bản thân bất tài, không giải được học trò hay sao? Thấy tạ Thiên, hoàng trị mừng rỡ. Ê, ái khanh đến thật đúng lúc, chấm đang định sang gửi đến Đông Cung tìm khanh đây. Trong thấy hai vị đại học sĩ Lưu Kiện và Lý Đông Dương đều có mặt, tạ thiên ngạc nhiên hỏi. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Đứng ở một bên lưu kiện thuật lại cho tạ thiên biết tin tiểu vương tử bá nhan khả hãn của Bắc Nguyên vừa rút quân, thì hòa sư lại đi đường vòng đánh sâu vào trong biên giới để cướp bóc. Sau đó lại nhắc lại những ý kiến bất đồng vừa rồi một lượt. Tạ thiên nghe xong liền lắc đầu quầy quậy, sau đó tâu với hoàng đế hoàng trị. Bệ hạ, việc binh đao là thứ hung khí của thiên hạ. Cây dũng cũng là cái thứ hung đức trong thiên hạ. Ấy đều không phải là thứ mà người quân tử nên dùng, dân mông cổ dã man coi giết chóc như cầy cấy nếu thượng quốc thiên triều ta cũng bắt trước bọn chúng lấy đạo người đối đãi với người khó tránh khỏi sẽ gây ra chiến tranh dồn dập trăm họ lầm than ruộng đồng bỏ hoang cò gai mọc rậm rạp như thế hà chẳng phải đã trái với đạo nhân đạo nghĩa sao đại minh ta là nước văn minh lễ nghĩa vừa không cần cướp đoạt của cải của người khác lại chẳng mong nô dịch bọn người hoang dã man gì cớ gì phải xuất binh viễn chinh chứ Giờ đây thiên hạ thái bình, chính trị trong sạch, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, duy chỉ về lo việc thiên tai nhân họa. Theo thần thấy, chúng ta chỉ cần phái tướng thủ cửu biên, canh phòng nghiêm ngặt, ngăn bọn man di ngoài biên cương là được rồi. Hỏa sơ đã có thể theo được bọn tập kích Diên Khánh, rõ ràng là phòng tuyến biên thủy của ta đã có sơ hở. Thần cho rằng là nên đắp thêm tường thành đoàn bát đặt lĩnh ở diên khánh xây dựng biên thành đóng binh chân giữ đại sự tất sẽ ổn định nghe lý luận của lão hoàng triệu hơi cảm thấy không vui việc binh là cái thứ hung khí của thiên hạ ư không có cái thứ hung khí này đại minh từ đâu mà có cái dũng là cái thứ hung đức trong thiên hạ ư thế nhưng mỗi một vị hoàng đế khai quốc kể cả thái tổ thanh tổ có ai mà không dùng binh đao để bình thiên hạ chứ chẳng lẽ phải đợi hoàng đế triều trước thoái vị hay sao nhưng những lời tạ tiên nói đều là câu chữ của các bậc tiên hiền Tuy Hoàng Trị là đế vương, nhưng cũng không thể phản bác thẳng thừng. Trong mắt của những kẻ có học trong thiên hạ, văn chân đạo đức của các bậc tiên hiền chính là khuôn vàng thước ngọc, mãi mãi bất khả xâm phạm. Hết cách, Hoàng Trị đành buồn bực nói bằng giọng không vui. Thôi, trẫm đã truyền thượng thư bộ binh lưu đại hạ vào công rồi. Cứ chờ nghe ý kiến của ông ta rồi hãy quyết định chuyện này vậy. Một lát sau bên ngoài ngự thư phòng vang tới một giọng nói sang sàng tựa chuông đồng. Thần thượng thư bộ binh lưu đại hạ, phùng chiếu tấn kiến. Hoàng trị nghe vậy bèn tức tốc triệu vào. Lưu Đại Hạ là một ông già đã 70, dâu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, vóc người cao lớn. Lời nói và cử chỉ đều toát ra vẻ dũng mãnh, rất có uy phong của một người cầm quân. Triều đại của Hoàng trị có hai vị thượng tướng quân già như Hoàng Trung. Một là Lưu Đại Hạ, vị kia là Vương Việt, đều là gừng càng già càng cay. Lưu Đại Hạ là trọng thần trong triều, lần lượt phò tá ba vị hoàng đế, anh Tông, Hiến Tông, Hiếu Tông, là nguyên lão tam triều đức cao vọng trọng lão là người làm việc quả quyết giỏi việc binh đao lại vô tư chính trực cho nên dù bọn lưu kiện vẫn luôn xem thường võ tướng nhưng lại khá kính trọng vị lưu thượng thư này lưu đại hạ xem xong tấu báo quân tình liền trầm ngâm một hồi lâu rồi sau đó khẽ lắc đầu nói bệ hạ thần cũng cho rằng nên canh phòng nghiêm ngặt chứ không nên đưa quân ra biên này Lưu kiện tạ thiên lý đông dương nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm miêu quỳ lại đưa mắt nhìn trời vô cùng tức giận lão biết tuy lưu đại hạ nói như vậy phần lớn là do việc công nhưng trong đó chưa hẳn đã không có chút tư tâm nào lưu đại hạ cùng với nội quan tức là thái giám ở trong triều tranh đấu đã nhiều năm coi hoạn quan như là rắn rết chỉ cần là kiến nghị mà do nội quan đưa ra bất luận đúng sai trong lòng lão cũng đều phát sinh vài phần cảnh giác thủa trịnh công công bảy lần đến đại dương phía tây thế lực hoạn quan đang hùng mạnh Lưu Đại Hạ cho rằng Viễn Dương đến nước khác là sai lầm về mặt chính trị, là điều động binh lực một cách vô bổ, Là sợ thế lực hoạn quan mượn truyền này để phát triển quyền lực, trở thành đại họa cho triều đình. Do đó, khi anh Tông muốn tiếp tục viễn hành, lão liền bất chấp ly lẽ mà can ngăn. Nghe nói bản đồ hàng hải của Trịnh Công Công đã bị hủy trong tay lão ta. Năm Thành Hóa thứ 17 Uông Công Công Uông Trực muốn thờ cơ đánh chiếm An Nam, bèn nhờ bộ binh tìm lại bản đồ của An Nam trước kia. Lưu Đại Hạ cho rằng một khi chiến sự nổ ra thua, thì tử thương thảm trọng thắng thì thế lực hoạn quan mạnh lên vì vậy lại đến mà đồ an nam giấu mất không chịu giao chính sách bế quan tỏa cảng tự bảo vệ mình rất được bọn sĩ phu tán đồng cho nên ngay cả kẻ khuyên khuynh triều chính như là uông trực cũng không có cách nào gây khó dễ cho lão giờ đây lão nói như vậy chẳng lẽ là sợ hoạn quan sẽ lại đắc thế một lần nữa miêu quỳ vừa nghĩ vừa lạnh lùng liếc nhìn lão ánh mắt đầy vẻ oán hận nhưng lưu đại hạ là thần tử được hoàng trị sùng ái nhất hiện nay lão ta cai quản vùng hoàng hà quét sạch phản tặc đốc quản quân lương làm quan thanh liêm có thể nói là trên dưới triều đình ai nấy đều ca ngợi tuy rằng miêu quỳ cũng được sủng ái nhưng cũng không dám khinh xuất dây vào hoàng trị nghe vị dũng tướng này nói cũng như vậy trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng ông nói với giọng không phục thái tổ thành tổ từng mấy lần xuất quân ra ngoài bên này đánh cho người bông cổ thất bại thảm hại khiến người mông về sau thấy cờ sĩ của đại minh ta liền phóng ngựa tránh xa quân ta muốn đánh một trận mà không được khi xưa đâu ai phong như thế, cớ gì bây giờ lại không thể chứ? Lưu đại hạ chắp tay thưa, bệ hạ thần vũ chẳng kém gì thái tổ thanh tổ. Nhưng ngày nay binh mã kém xa khi trước, và đại thủ ấy triều đình thường xuyên điều cả chục vạn đại quân ra sa mạc. Hiện nay quân binh đại minh ta chỉ giỏi thủ không giỏi công, việc chiến tranh không thể tùy tiện phát động. Trong tình thế hiện giờ thủ là tượng sách, chiến là hạ sách. Và vị đại học sĩ vút dâu mỉm cười tỏ ý tán thành. Hoàng trị thở dài nói, Hơi ái khanh hiểu rõ việc quân, khanh đã nói như vậy, tất là hữu lý. Nếu không có lời hay của mấy vị ái khanh, chấm nhất thời giận dữ kích động, suýt nữa đã làm hỏng đại sự rồi. Lưu Kiện cúi đầu tán dương, Bệ hạ lắng nghe lẽ phải, quả thật là minh quân trên đời. Hoàng trị cười gượng khoát tay, cái đó lại hỏi Lưu Đại Hạ, theo ái khanh, chấm nên xử trí chuyện này như thế nào đây? Lưu Đại Hạ thoáng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, lời của vị học sĩ rất là có lý thần cũng nghĩ rằng bệ hạ nên cho tướng lĩnh biên cương nghe ngóng tình hình phòng thủ nghiêm ngặt đề phòng quân địch xâm phạm ngoài ra nên xây đắp thêm một đoạn trường thành ở bát đạt lĩnh lập cửa ải để chống địch đồng thời cho trọng binh đồn trú ở lân cận xây dựng trạm canh và phong hỏa đài tại những con đường núi và đường giao thông quan trọng từ quan thành lên phía bắc nếu thi hành song song những kế sách này kinh sư nhất định sẽ vững như bàn thạch hoàng trị ung dung ngồi trên long ỉ gật gù nói cứ theo lời khanh vậy Lưu đại học sĩ hãy soạn chỉ đi. Vâng, thần xin cáo đuôi. Hoàng trị khoát tay, nhìn mấy vị trọng thần bên người lần lượt cất bước lui ra, trong lòng thất vọng. Tiểu vương tử tập kích biên giới trong đêm giao thừa, ba cánh đại quân ta đã dễ dàng giành lại đất đai bị mất trong nháy mắt. Chẳng lẽ vừa rời khỏi biên hải, mãnh hồ này thực sự sẽ biến thành con mèo hay sao? Ôi, có lẽ bọn họ đã đúng. Chính trị và quân sự, nửa do sức người, nửa do sức trời, gây dựng cơ nghiệp đã gian nan bảo vệ cũng không phải dễ. Thái y quả nhiên không dám phán bừa là thái tử không bị bệnh. Càng không dám tùy tiện bốc thuốc, chỉ dám kê đại mấy toa thuốc an thần, căn dặn thái tử nghỉ ngơi nhiều một chút rồi lui ra. Dương Lăng mỉm cười nói với thái tử. Điện hạ, à, sáng ngày mai chúng ta cứ ý kế mà làm, vi thần tạm xin cáo lui đây. Được được, sáng ngày mai, ngươi hãy ở ngoài cửa hậu cung chờ ta. Chu hậu chiếu khoát tay, trong lòng thì đang nghĩ về chuyện khác tối hôm qua hắn được xem bọn la tường cao phượng biểu diễn kịch đèn chiếu đến nửa đêm giờ lại thấy thèm được xem tiếp tạ đại học sĩ đã đi gã đang muốn gọi bọn họ đến để diễn tiếp nhìn về mặt của hắn dưng lăng tỉnh bơ vái sâu một vái xong quay sang gật đầu chào cốc đại dụng rồi chậm rãi lui ra qua hai ngày tiếp xúc y cũng thấy được cái đám bát hổ hiện hoàn toàn chưa có dã tâm chính trị gì nhưng vì bọn chúng lựa ý hùa theo thái tử giúp cho hắn vui cho nên các hành động và việc làm hiện tại khiến cho chúng khó tránh khỏi sẽ bước đi trên con đường ấy. Hiện giờ y vừa mới kết bạn với thái tử, còn bắt hồ thì lại chăm sóc chu hậu chiếu từ nhỏ cho đến lớn. Luật về cảm tình tuyệt đối y không thể bằng bọn chúng được. Nếu để bắt hồ này nảy lòng nghi kỵ, tùy tiện nói chấu mấy câu trước mặt thái tử. Đến lúc ấy, cái chức thị độc này của y cũng khỏi cần làm tiếp nữa. Hơn nữa, thái tử đang ở trong thời kỳ tâm lý nổi loạn của tuổi tin. Nếu y học theo các vị trung thần hết mực khuyên ngăn, e rằng chỉ tạo ra hiệu ứng ngược, cho nên Dương Lăng không dám để lộ chút về phản cảm nào trên mặt, ý chỉ hy vọng rằng với nỗ lực của bản thân có thể khiến cho vị hoàng đế mà theo quỹ đạo lịch sử ban đầu sẽ là một cái tên hôn quân này khác đi đôi chút so với lịch sử. Có điều tuy nói tuổi thiếu niên là lúc dễ uốn nắn nhất nhưng mà vạn vẹn chỉ có hai năm, à, thời gian không chờ mình, đành cố hết sức thôi. Đường Hộ Quốc tự một kẻ áo vải đầu bù tóc rối cưỡi một thớt ngựa gầy hà tham tướng dò hỏi mãi mới tìm đến được cửa nhà dương lăng từ khi bị áp giải vào kinh nhốt vào đại lao bộ hình đến nay đã được hơn nửa tháng mãi đến hôm nay gã mới được phóng thích ra khỏi ngục dáng làm phó thiên tổng phải đi đến vùng quảng tây xa xôi để nhậm chức hơn nửa tháng này rốt cuộc gã đã được biết thế nào gọi là thế sự vô thường thế nào gọi là thói đời nóng lạnh Đám bài bạn năm xưa cũng có vài kẻ đang làm quan trong kinh, nhưng không một kẻ nào dám ra mặt nói giúp gã một câu công đạo. Người nhà gã hai tin xấu bèn bào tam đệ gã mang rất nhiều vàng bạc vào kinh vận động lo lót. Nhưng đây là vụ án do thiên tử yêu cầu xét xử. Lại cuốn bộ binh, bộ công, bộ hộ, ngũ quân đồ đốc phù vào vòng tranh cãi. Lúc này người ta tránh còn không kịp. Ai dám đưa chân bước vào trung tâm cơn bão trước? Vì vậy chỉ muốn tìm người nói giúp vài câu thôi mà cũng không được. Lúc đó gã lại nghe tin mẹ già tuổi gần 70 vì hay tin gã phạm tội bị ra mà đại lao. Có thể sẽ nguy tới tính mạng mà lòng lo lắng khiến bệnh ngày một nặng thêm. Hiện giờ bệnh tình nghiêm trọng thậm chí trong nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài áo liệm đầy đủ cả. Thế là lòng gã càng như có lửa đốt bi phẫn khôn cùng. Tránh giám quân Diệp Ngựa Sử là một gã quan văn lại đã chết trên chiến trường không ai muốn bất chấp liên xỉ có thể khiến cho thân bại danh liệt mà đi tố cáo một thư sinh đã chết trận trốn xa trường Hướng chi còn có gần trăm ngòi bút của đốc sát việt ra sức ủng hộ gã ta còn vị lưu công công đó lại là hoạn quan trong đại nội là tâm phúc bên cạnh thái tử tuy rằng hiện giờ không quyền không thế nhưng rất được thái tử coi trọng hơn nữa lão là giám quân do đích thân thánh tượng cắt cử chỉ trích lão sẽ khó tránh có ý ngầm nói thánh tượng dùng người không sáng suốt cho nên càng không có kẻ nào dám vạch lỗi của lão ta thế là người phải gánh chịu hết thảy mọi tội danh và trách nhiệm này không còn ai khác ngoài gã thoạt đầu hà tham tướng nghĩ rằng cùng lắm mình sẽ bị phán tội tham công rơi vào bẫy địch nặng nhất cũng chỉ là tước quan giáng chức mà thôi sau đó khi thế quan cai ngục vốn lúc đầu còn có chút ý tốt với mình ngày càng trở nên lạnh nhạt, về sau thậm chí còn không cho phép gia quyến vào thăm. Đến lúc đó, gã mới cảm thấy không ổn, đến khi tam đệ dùng tiền hối lộ canh ngục, lén vào thăm gã, gã mới hay, nó nửa quan viên kinh sư đều đang bị cuốn vào trong vụ luận tội này. Hà tham tướng lập tức ngã lòng nản trí. Gã ở trong quan trường lâu năm, sao lại không biết quy củ của quan trường chứ? Chuyện đã ở Mỹ đến mức này, kết quả của vụ luận tội tất nhiên sẽ đi vào ngõ cụt muốn tháo gỡ những mối rắc rối ấy. Mười phần thì có tám chín là sẽ bắt gã chết thay, vùi tay cho xong hết mọi chuyện. Hà tham tướng ngậm ngùi căn dặn tam đệ, không cần lãng phí tiền bạc ở trong kinh thành vận động nữa. Hãy tức tốc trở về quê, chăm sóc mẹ già. Sau đó gã lại đau khổ nhờ em trai chuẩn bị thêm một cỗ áo quan. Rồi buồn bã nói, Mẹ già đau ốm liệt giường, ta thân là con trưởng, lại không thể ở bên cạnh báo hiếu, chỉ đành xuống suối vàng, tiếp tục phụng dưỡng mẹ mà thôi. Tam đệ của gã chào lệ mà đi, từ lúc đó Hà Tham Tướng chỉ ôm lòng chờ chết. Mấy ngày nay, tóc đen trên đầu gã đều đã biến thành hoa dâm. Hôm nay khi cầm y vệ cầm thánh dụ đến đại la bộ hình, Hà Tham Tướng vẫn ngỡ rằng giờ chết đã tới. Không ngờ nghe được, lại là tin mình được thà ra khỏi ngục. Hà Tham Tướng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gã dò hỏi thì về cầm y vệ mới hay. Dịch thừa kê minh là dương lăng, đã vào kinh làm thái tử thì độc không ngờ cái tên dịch thừa nhỏ nhoi mà vốn chưa từng được gã để vào mắt đó khi đó lại trượng nghĩa trực ngôn liều chết khuyên can bù công đắp tội cho gã ở trước mặt bệ hạ nên giờ gã mới được sống sót rời khỏi đại lao tuy bộ binh dáng gã xuống làm phó thiên tổng đầy tới tận quảng tây xa xôi nhưng so với tâm lý trông chờ kết chết đây đã là kết cục không thể tốt hơn rồi đường dài mới biết ngựa hay ở lâu mới thấu được thay lòng người. Hiện giờ trong lòng Hà Tham Tướng, Dương Lăng không khác gì cha mẹ tái sinh ra gã. Tuy loại võ tướng truyền thống như gã có rất nhiều tật xấu và khuyết điểm, nhưng tấm lòng trung nghĩa chính trực, cùng với tâm lý có ơn, tất mong được báo, cũng là tiêu chuẩn đạo đức đã được gieo sâu vào lòng từ bé. Hà Tham Tướng cũng không cần phải đi Quảng Tây nhậm chức ngay. Nhưng trong nhà, mẹ già bệnh nặng khó qua. Nếu trước khi mẹ chết, không thể gặp mặt một lần thì gã thật sẽ hối hận vô cùng cho nên nóng lòng muốn về quê vừa nhận văn thư bổ nhiệm của bộ binh xong gã lập tức chạy đến dương phủ định bụng bái tạ ân nhân cứu mạng xong là sẽ lập tức lên đường vừa đến trước cửa nhà dương lăng thấy trên cửa treo trước khóa đồng hà tham tướng không khỏi ngần người theo lời của cẩm y vệ thì khi dương thị độc vào kinh phu nhân của y cũng đi theo cùng sao trong nhà lại không có ai như thế này nhỉ một lão già bày sạp bán đế lót giày khăn thêu lẫn hạt dưa táo tàu ở trong ngõ trông thấy gã bèn cất cao giọng hỏi này ngươi là ai thế là khách nhà dương thị độc dương đại nhân à hà tham tướng rất ngựa bước qua ôm quyền hỏi vâng lão cả quen người nhà họ dương sao thế có biết người dương phủ đi đâu rồi không lão già dương dương tự đắc đáp biết chứ sao không biết cho được nhà ta ở sát bên nhà họ dương đấy dương đại nhân là thị độc bên cạnh thái tử là cận thần bên cạnh thiên tử mỗi ngày đại nhân đều vào hoàng cung ta sao lại không biết chứ ta đã cố ý dậy thật sớm mới thấy được hình dáng của dương đại nhân khi đi chầu đấy ta thì chưa gặp thiên tử bao giờ nhưng người bên cạnh thái tử đã là một nhân vật như vậy có thể tưởng tượng được tướng mạo của vạn tuế ra sẽ như thế nào rồi đấy nếu không sao người ta lại nói hoàng đế là chân long, là tử vi tinh quân trên trời xuống cõi phàm chứ? Hà Tam Tướng nhíu mày nghĩ bụng, sao người ở nơi này lại nói lắm thế nhỉ? Vừa mở lời đã là một chàng bất tận. Đợi thêm lát nữa ai mà biết được, lão ta sẽ nói đến tận đâu? Gã vội ngắt lời lão già. Vậy xin hỏi lão ca có biết người nhà Dương Đại Nhân đi đâu không? Bị ngắt ngang lời, lão già hơi cảm thấy khó chịu. Lão khoát tay nói dương đại nhân đương nhiên là đang ở trong cung cùng với thái tử gia rồi thế mà cũng phải hỏi còn dương phu nhân thì đã ra ngoài mua đồ ăn rồi dương đại nhân đó là người bên cạnh thái tử gia cơ đấy <laughs> vậy mà thành liềm lắm đó, cả kiệu phu cũng không thuê đến giờ mỗi ngày vẫn đi bộ đến từ cấm thành trong nhà thì một mình dương phu nhân giải quyết mọi việc dương phu nhân này quả thật là người vợ xinh đẹp hiền thục dáng người như hoa như ngọc hey, thật xứng với một nhân vật tuấn tú như dương đại nhân Hà thăm Tướng vái sâu cảm tạ Đa Tần lão ca. Đoàn gã xoay người quay lại đi tới trước cửa nhà Dương Lăng, đứng im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên buông cương ngựa, quỳ sụp gối đầu, dập đầu xuống đất. Lão già bán tầm hóa trợn mắt nhìn gã đàn ông đầu bù tóc hoa râm, dáng người gầy gò đen đúa, râu ria sồm xoàm đang quỳ gối dập đầu trước cửa nhà Dương Lăng. Sau khi cung kính dập đầu ba cái, gã đàn ông nhảy phóc lên ngựa, ra roi phóng vút đi. Một lúc lâu sau, lão già mới sực tỉnh, nhếch cái miệng đã rụng hết răng lên. Trăm nghìn câu chuyện bắt đầu được ấp ủ ở trong trí tưởng tượng phong phú của lão. Ngày hôm sau, do thái tử bị bệnh không cần phải vào cung, nên Dương Lăng được ngủ đứng, mãi đến tận giờ thìn hai khắc y mới từ trong mộng tỉnh dậy. Nắng xuân tươi thắm, len qua sông cửa trải xuống trăn, ánh sáng êm dịu sáng sủa. Con mèo nhỏ ấu nương đang rúc vào trong ngực y ngủ ngon lành, mái tóc đen nhánh mềm mại che khuất nửa khuôn mặt thanh tú của nàng trên gương mặt xinh đẹp hàng mi dài khép ngủ cong vút mê người đang khẽ rung rinh khuôn mặt trắng nõn thanh tú của nàng thật hấp dẫn dù khóe mi vẫn toát ra vẻ ngây thơ và trong sáng nhưng đã điểm xuyết hương vị của phụ nữ dương lăng yêu mến nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng nhẹ nhàng co tay gối đầu không dám cử động mạnh sợ làm nàng tỉnh giấc Mấy bước qua phải vào cung sớm nên y cảm thấy khổ khôn tả. Hôm nay đã nói với nàng, hôm nay không cần phải vào cung sớm. Lúc này thấy nàng ngủ thoải mái, Dương Lăng mới giật mình nhận ra, mỗi ngày nàng đều phải gọi mình dậy, mỗi lần tỉnh giấc, thức ăn đã luôn được bày sẵn, không những phải dậy sớm, trong lòng nàng lúc nào cũng phải lo tới những việc này, nên lúc ngủ cũng không được ngon giấc, nhất định thân thể nàng càng thêm mệt mỏi. Dù mệt mỏi dã rời, nhưng chỉ một chốc sau, ấu nương đã tỉnh dậy mở mắt thấy vua quân đã tỉnh nàng vội le trước lưỡi nhỏ sinh xấu hổ nói ơ kìa tướng công đã tỉnh rồi hả thật là thêm lại ngủ quên mất dừng lặng thấy nàng hốt hoảng định bò dậy liền vươn tay giữ vai nàng lại mỉm cười bảo hai ngày nay nàng dậy sớm quá tối còn dọn dẹp tắm rửa lại ngủ quá muộn dù sao hôm nay ta cũng không cần phải đi sớm nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi ấu nương nghe ý nói những lời yêu thương mặt nàng hồng phân phớt vừa thẹn vừa vui liếc mắt nhìn lại vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào trong lòng y, thò thè làm nũng. Ừm, hai ngày nay Thiếp cũng không biết sao nữa, nhất là hôm nay, thiệp cảm thấy các khớp xương đều ê ẩm, người mềm nhũn cả ra, là chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, ngày nào thiếp cũng phải chạy sớm luyện võ, bây giờ thì càng ngày càng lười rồi. Dương Lăng thấy nàng kêu thân thể ê ẩm, chẳng muốn cử động thì vội hỏi, sao lại thế, có phải là bị trúng gió rồi không? Vừa hỏi y vừa giờ chán của nàng, chỉ thấy hơi ươn ướt, ướt nhưng lại mát, không nóng chút nào. Trước giờ thân thể ấu nương vẫn khỏe mạnh, từ bé chưa từng bị bệnh vật cho nên nàng cũng không để tâm lắm. Còn tưởng là do hai ngày qua mới bị phá thân, tướng công đòi hỏi quá độ, việc xấu hổ này đâu thể nói ra được, vì thế nàng khẽ cười. Không sao đâu, thiếp luyện võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh lắm, nếu thực sự bị cảm mạo phong hàn thật, thiếp đi tìm thầy lang bốc bài thang thuốc là được. Dương Lăng sợ chắn nàng không thấy sốt nên cũng bớt lo lại thấy bộ dáng yêu kiểu nhõng nhẽo đáng yêu của nàng chan chứa phong tình của gái mới lấy chồng sự quyến rũ này khác hẳn nét ngây thơ sinh tươi ngày trước lửa lòng bỗng bùng lên ôm nàng sát hơn y cười danh mãnh nào để tấn công giúp ấu nương xoa bóp cho đỡ mệt trong chăn bàn tay xấu xa đang do thám áo lót của ấu nương lén nút lần mò tới bộ ngực mịn màng mềm mại của nàng sơ nắn nhẹ nhàng ấu nương khẽ lườm y mặt nàng đỏ ửng lên thật mê người ấu nương lặng im ngây ngất mặc cho dương lăng nghịch ngợm bộ ngực của mình bị y vút ve một lúc thân thể bắt đầu không được tự nhiên chỉ cảm thấy đê mê thế nhưng cái cảm giác uể oai khó tả khiến nàng không muốn cục cựa nàng hồn hển mắng khẽ Tấn công đừng nghịch nữa chẳng phải chẳng nói còn phải vào cung một chuyến sao chàng hãy mau dậy xúc miệng thay đồ đi thiếp chuẩn bị bữa sáng cho chàng dương lăng thấy nàng e lệ ruột rè cũng không nỡ ép e buộc bèn thơm nhẹ lên má nàng rồi cười hì hì nói nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi tướng công an tạm thứ gì đó trên đường cũng được rồi nào chịu như vậy ấu nương vừa gượng dậy mặc quần áo vừa hỏi tứ công hôm qua chàng vừa về liễu bưu lại mời chàng tới bắc trấn phủ ti để làm gì thế chẳng phải bây giờ chàng đang làm việc ở chỗ thái tử rồi sao nhân lúc nàng đứng dậy dừng lặng vỗ một phát vào cặp mông đẫy đà vành vành của nàng cười trả lời <cười> dù sao đã khoác chức quan của cẩm y vệ thì cũng phải được cắt cử đi làm việc cho họ chứ trường đề đốc sợ ta chưa thể xử lý công vụ nên tạm thời phái ta làm mấy việc nhàn hạ chuyên phụ trách công văn của nam trấn phủ thi trình lên kinh sư ấu nương nhanh nhẹn vấn tóc khẽ ồ lên một tiếng nghiêng đầu tướng công nam trấn phủ thi quản lý những gì vậy dương lăng đáp nam trấn phủ thi quản lý hình danh trọng vệ và những sự vụ của quân tượng hình danh chính là phụ trách việc xét xử còn quân tượng thì là các thợ chế tạo khôi giáp quân giới hỏa tiễn súng hỏa mai thậm chí là cả chiến thuyền chiến xa tất cả đều do nam trấn phủ thi quản lý hình danh trong vệ mà dương lăng nói là chỉ phụ trách xét xử những người phạm trọng tội bên trong cẩm mỹ vệ còn bình thường quan lại và tướng lĩnh phạm tội đều giao cho tam pháp ti cai quản cho nên phạm vi phụ trách hình danh của nam trấn ti phủ hơi giống với một tòa án binh cỡ nhỏ có như việc quản lý quân tượng nếu như ở thời hiện đại tất nhiên là một ngành khá quan trọng nhưng tại thời đại này thì việc trông nam công nhân kỹ thuật không được tính là một thứ gì to tát lắm ấu nương đương nhiên không biết những điều này Dương Lăng ăn xong bữa sáng, dằn dò ấu nương, nếu thấy khó chịu thì cứ lên giường nghỉ. Còn mình thì khoác bọc áo quần đã chuẩn bị từ trước, ung dung đi thẳng đến cổng sau của kinh thành. Lúc này trời còn sớm, nhưng những cửa hàng lân cận kinh thành đã mở cửa kinh doanh rồi. Bây giờ địa vị của thương nhân trong xã hội rất thấp, nhưng lợi nhuận cực lớn của buôn bán khiến nhiều người thèm thuồng. Do đó một số nhà dòng dõi công thần huân khanh, bèn cửa quản gia tới vùng phụ cận Hoàng Thành, lấy danh nghĩa cá nhân quản gia, mở cửa hàng, Kỳ thực việc đầu tư kinh doanh lợi nhuận đều nằm trong tay bọn họ, dần dần tự phát hình thành nên một khu chợ bán hàng cao cấp tại nơi này. Dương Lăng tới một tiệm trà ở sát cửa hậu cung, gọi một bình trà và một chút hạt dưa, vừa uống vừa chờ. Chờ được nửa canh giờ, y thấy cửa cung mở ra, hai mươi mấy tên thái giám đẩy mấy xe chở nước đi ra khỏi cửa cung. Nội cung thường thường cử người tới Ngọc Tuyền Sơn múc nước suối hào hạng để dâng đế vương và đám phi tần uống. Tuy rằng thông thường lúc trời còn chưa sáng đã xuất phát rồi, nhưng rời cung vào lúc này cũng là chuyện bình thường, cho nên cái đám du khách và thương nhân đang nhốn nháo rộn ràng xung quanh cũng không chú ý lắm. Dương Lăng quan sát cẩn thận, thấy trong đám người đó có vài thái giám hơi cúi đầu liếc ngang liếc dọc, trong đó có một tiểu thái giám nhỏ tuổi đi cạnh các bánh xe to tướng của chiếc xe chở nước, nhìn ngó láo liên tứ phía. Dương Lăng vừa nhìn qua đã nhận ra người đó chính là Chu Hậu Chiếu, vội vàng chạy tới đón. Chu Hậu Chiếu mặc y phục của tiểu thái giám đang nhìn đông nhìn tây, Dương Lăng sát đến níu lấy tay hắn thấp giọng thái tử chu hậu chiếu giật mình ngẩng đầu Trong thế y nét mặt không khỏi lộ vẻ bừng rỡ dương lăng vội vàng khoét tay ra hiệu đừng lên tiếng nếu cần cũng đang đi bên cạnh chu hậu chiếu Trong thế dương lăng lão liền mỉm cười chào dương lăng vác gói đồ đi theo bọn họ một hồi tới một tiệm gỗ các loại gỗ thượng hạng trên khắp cả nước được truyền tới tiệm này họ còn mời rất nhiều thợ đến làm mộc có thể chế tác tại chỗ các loại đồ dùng trong nhà với đủ kiểu dáng khác nhau thỏa mãn yêu cầu của đám quan to quý tộc. Do đó, bên cạnh cửa hàng có một lối nhỏ dẫn đến một sườn ngọc riêng của tiệm. Dương Lăng kéo Chu Hậu Chiếu một cái, Chu Hậu Chiếu cũng hiểu ý, nhân lúc mọi người không chú ý, theo Dương Lăng, rẽ vào trong ngõ nhỏ. Dương Lăng bước vội mấy bước, thấy xung quanh không có ai, quay người lại vừa định lên tiếng liền thấy một đám người đi theo sau Chu Hậu Chiếu. Ê, mắt tròn mắt dẹt hoảng hốt. Sao, sao mà, các vị công công đều tới đấy. Hôm qua bọn họ đã thỏa thuận Lưu Cẩn và Trương Vĩnh sẽ theo Chu Hộ Chiếu nhân cơ hội xe chở nước rời cung mà lèn ra. Cốc Đại Dụng và Mã Vĩnh Thành thì ở lại Đông Cung để che mắt. Còn bọn Cao Phương La Tường, Ngụy Bân Khâu Tụ thì không được giao việc gì. Bởi vì cái đám bắt hổ không phải là toàn người trưởng thành, còn có những thái giám trẻ mới 20 tuổi. Nếu như đều theo ra ngoài thì quá lộ liễu. Hơn nữa thì còn sợ bọn họ xúi dục Chu Hậu Chiếu gây chuyện. Còn Trương Vĩnh Lưu Cẩn, một kẻ trưởng thành lão luyện, một kẻ cơ mưu thâm sâu, có bọn họ đi theo phối hợp là tương đối ổn thỏa. Giải đâu lúc này y lại nhìn thấy đủ cả tám người, chẳng thiếu một ai, đều theo ra khỏi cung. Ngụy Bân thấy Dương Lăng hoảng hốt thì cười hề hề. hề, 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 hề. Dương Tấn Công không cần phải lo lắng, tối qua Hoàng thượng vừa biết tới thăm Thái Tử, và lại hôm nay bên quân đội có tin cấp báo. Hoàng thượng và ba vị đại học sĩ cùng với các vị thượng thư của bộ binh, bộ công đang nghị sự rồi. Còn người của bộ lễ, bộ hộ đều đang phải tuần tra trường thi kỳ thi xuân. Không có chuyện gì đâu. Dương Lăng cười khổ một tiếng. Y biết rõ mấy kẻ này đời nào bỏ qua cơ hội lấy lòng thái tử. Dương Lăng đành phải nói. Các vị công công, nói cũng phải. Chỉ là trước đó hạ quan không hiểu tình hình cho nên chỉ chuẩn bị ba bộ quần áo. Khâu tụ vội đáp. hề hey, không sao cả, chúng ta đều đã tự chuẩn bị y phục rồi. Gã ngó quanh bốn phía, thấy ở giao lộ chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi qua, cũng không quá để ý đến trong ngõ. liền vội vàng cởi áo bảo thái giám, tháo nón xuống, Bên trên người đã mặc sẵn một bộ quần áo sĩ tử bình thường, trên đầu đội một chiếc khăn thư sinh, cải trang rất nhanh chóng. Ngã vốn là một hoạn quan thiếu khí chất mạnh mẽ của đàn ông, nên mặc bộ y phục này, tuy ra hơi đen nhưng lại thật giống kẻ đọc sách yếu đuối. Chủ Hậu Chiếu, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh được Dương Lăng chuẩn bị đùa áo quần rồi nên không phải ăn mặc rườm rà như vậy. Mấy người kia đổi y phục xong liền đứng chắn phía trước, ba người còn lại cũng vội vã thay đổi áo quần. Cả mười người đều ăn mặc kiểu văn nhân, may mắn là đúng dịp kỳ thi xuân sĩ tử văn nhân khắp nơi tụ tập nơi kinh sư khắp thành bắc kinh đều là người đọc sách nên bọn họ cũng không khiến người khác nghi ngờ dương lăng hỏi thái tử bây giờ chúng ta tới bộ binh chứ chu hậu chiếu vừa rời khỏi hoàng cung như chim sổ lồng như cá gặp nước ngày trước hắn rời khỏi cung hoàn toàn do phụ hoàng đưa đi có rất nhiều thị vệ ngầm bảo vệ nghiêm ngặt chỉ đi tới những chốn ít người lai vãng chưa bao giờ hắn được đi như hôm nay tự mình đi ra ngoài hắn như nhà quê lên phố Thấy cái gì cũng mới lạ. Nếu như bây giờ tới bộ binh náo loạn một trận rồi tới nơi khác dạo chơi thì chắc chắn là không vui nữa. Làm sao hắn chịu đi luôn bây giờ? Thế là Chu Hậu Chiếu vội vàng khoa tay đáp, ê, đừng gấp đừng gấp, chúng ta đi dạo khắp nơi trước đã. Dư Lăng không biết làm sao, đành phải theo hắn đi lang thang trong chợ. Chu Hậu Chiếu thấy trong chợ bán rất nhiều thứ không có trong cung nên rất thích thú. Ngộ tính của tên nhóc này rất tốt, thấy người khác mặc cả trả giá quyết liệt đến không biết đường nào mà lần, bèn ngứa ngái trong lòng thấy thích thứ nào cũng tới hỏi giá, sau đó học theo người ta mặc cả. Mặc dù hắn không biết giá cả nhưng bắt hồ lại khá rành rẽ. Có bọn họ ở bên giúp đỡ, dù chú hộ chiếu không nên nỗi tiêu tiền như nước, nhưng hệ đã mặc cả xong thứ gì thì phải mua luôn. mấy giờ đa số bọn bắt hồ đều cười khổ vì chẳng có xu nào. Duy có Mã Vĩnh Thành chuyên phụ trách mua sắm thường nhật trong cung, mặc dù không phải là thái giám chủ sự nhưng tiền bạc trong tay cũng đủ để dùng. Để lấy lòng thái tử, chỉ cần chu hộ chiếu mặc cả xong thứ gì, gã liền lập tức rút tiền ra mua. Mấy người dạo canh vùng ven hoàn thành chưa tới một canh giờ mà tám tên thái giám và cả dưng lăng đều đã tay sách nách mang, khuân vác đủ thứ. Ngay bản thân chu hộ chiếu cũng khiêng vai, cắp một quyền lụa, tay phải sách hai bao trà, trên cổ treo mấy hộp chân trâu, tay trái cầm một chiếc địa lớn có tạo hình hoa sen cá vàng ở bên trong rất đẹp, trông rất buồn cười. Mặc dù thân phận của đám thương nhân đó thấp kém nhưng đều là nhân viên quản gia được các thế gia vọng tộc phái ra nên cũng khá hiểu các mặt của xã hội nhìn tính cách của đám người này giống như bọn nhà giàu mới nổi con tưởng là tài chủ dưới nông thôn lên nên cho dù ăn bạc của bọn họ xong mà trên mặt đám thương nhân vẫn không tránh khỏi vẻ khinh bỉ chu hậu chiếu chơi đùa rất vui vẻ mặc kệ về mặt của đám thương nhân đó đi dạo trong chợ đến chán chê rồi hắn mới cảm thấy mấy thứ trong tay quá vương víu quay đầu nhìn lại thấy bộ dạng của đám người lưu cẩn và dưng lăng còn nhếch nhác hơn mình nhiều chu hậu chiếu chợt cười ầm lên hắn nghĩ tám người kia đều ở trong cung hầu hạ mình trong kinh cũng không có người thân nào cho nên phải nói với Dương lăng hôm nay đi chơi thật là vui vốn ta muốn đi dạo phố thêm nhưng mấy thứ này quá phiền phức không phải là ngươi mới tới kinh thành sao mấy thứ này tạm coi như là quà chúng ta tặng ngươi chúng ta tới đầu phố thuê xe đi mang mấy thứ này tới nhà ngươi sau đó tiếp tục dạo phố nghe xong dương lăng trong lòng rất vui vẻ không ngờ đi theo thái tử dạo phố còn được cho quà chủ hậu chiếu mua sắm toàn dựa vào ý thích của bản thân cũng không màng giá cả ra sao cho nên những món đồ này rất đa dạng có những thứ chỉ hai chục văn tiền có những thứ đắt hơn tới vài ba trăm Đống đồ mấy người đang sách tính ra cũng phải hơn ngàn lạng bạc, trong đó còn có gương son các thứ, mình mang về sẽ giúp ấu nương tiết kiệm được thời gian đi mua sắm. Trong lòng phấn chấn, ngoài miệng y vẫn còn khách giá một hồi, vội vã khiêm nhường. Ờ, thái tử ra, việc này không ổn đâu, đây đều là những thứ người thích, nếu như muốn ban thưởng cho thần, tám vị công công cũng phải có phần mới phải chứ. chu Hậu Chiếu nghe xong cười mắng, giả <laughs> bộ vừa thôi, bọn nó ăn trong cung, dùng đồ trong cung, ngay cả nhà cũng không có, cho mấy thứ này về làm gì? Mau đi kiếm xe đi, Trương Vĩnh cũng nhăn nhó phụ họa. Ở Dương tướng công cậu đừng từ chối nữa, cái thân già của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ui giả, cái vỏ này khi nãy không cảm thấy nặng chút nào, mà bây giờ sắp tuột xuống rồi đây này. Mấy người La Tường, Ngụy Bân khâu tụ liên tục gật đầu hưởng ứng. Mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo, nhưng chưa từng làm những việc lao lực vác đồ cả nửa ngày trời, vừa đư vừa mệt, lại không dám tùy tiện bỏ mấy thứ thái tử mua xuống. Bây giờ bọn họ chỉ mong mấy thứ này mau mau rời khỏi tay, còn việc cho ai thì cũng chẳng quan trọng thế là dương lăng và chu hậu chiếu sánh vai chen trúc khỏi đám đông đi ra đường cái do đông người đám tay giám sợ chính đức bị lạc mất cho nên theo thói quen bốn trước bốn sau bảo hộ lưng cũng hơi khom xuống nhìn qua giống như đang hầu hạ à một quý công tử xuất hành nhưng bọn họ đều mặc đồ thư sinh nên người qua đường thấy cũng hơi lạ đoàn người vẫn không phát hiện cứ xếp thành hai cánh quân vác đống đồ lình kình kéo tới nhà dương lăng dương lăng thuê một cỗ xe lớn chất từng món đồ lên xe Trương Vĩnh lưu cẩn Mã Vĩnh Thành, ba tên thái giám cao tuổi nhất lên xe trên ngồi, cùng với thái tử và thị độc, còn những tên trẻ tuổi hơn đành phải hạ mình theo sau xe, cùng đi thẳng đến đường hộ quốc tử. Mặc dù chu hộ chiếu gan to làm điều, nhưng y cũng lo chuyện thái tử tự mình rời cung sẽ lan khắp mọi người, cho nên dọc đường căn dặn Dương Lăng và Bát Hồ, cùng nói bọn họ đều là thị độc của thái tử, hôm nay đến nhà họ Dương là để chào đón đồng lưu tiến kinh, có lòng mua lễ vật biếu tặng. Mấy tên thái giám đều vâng vâng dạ dạ đáp lời, dù sao thì dân gian chăm họ cũng không biết bên cạnh thái tử gia có bao nhiêu văn nhân làm thị độc sau khi dương lăng rời khỏi nhà ấu nương cảm thấy trong người khó chịu mới ăn qua loa một chút thì đã không thể nuốt thêm nàng bèn vào rừng nằm nghỉ một chút rồi lại ngồi dậy luyện hít thở một hồi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều vừa mới hồi phục tinh thần nàng chợt nghe tiếng đập cửa cái vòng khóa đồng trước cổng rồi có tiếng tướng công gọi ấu nương mau ra đón khách hàn ấu nương vừa ngạc nhiên vừa bừng rỡ sao hôm nay tướng công về sớm vậy nàng vội xuống giường bước ra cửa đón có tám chín người diện đồ tú tài màu xanh đang đứng ngoài cửa người nào người đấy tay sách nách mang không hít đồ lình kình dương lăng bước lên cười nói ông Đường mấy vị này đều là thị độc của thái tử điện hạ trong đông cung là đồng liêu của ta nghe nói ta vừa mới đến kinh sư các vị có lòng đến đây thăm hỏi mấy người lưu cẩn cốc đại dụng nghe xong đều cố nặn ra một bộ mặt vui vẻ hòa nhã lần lượt gật đầu tươi cười đồng thanh hề hey, đúng vậy đúng vậy chúng tôi đều là đồng liêu của dương tướng công hôm nay muốn đến quý phủ để thăm viếng trình độ văn hóa của tám người này có cao có thấp tên thì gọi là nàng là dương phu nhân kẻ thì gọi nàng là tiểu nương tử khâu tụ ngụy bân trẻ tuổi là ở trong cung tử bé nên càng không biết phải xưng hô với ấu nương như thế nào thế là cũng bất kể mình lớn hay nhỏ tuổi hơn là dương lăng cứ gọi nàng là chị nhà dương luôn tức là dương gia tộc nghe nói là đồng liêu cùng làm việc chung với tướng công ấu nương không dám chậm trễ vội vàng mời bọn họ vào trong nhà Mấy tên này vừa bước vào nhà liền vội vàng tranh thủ chất hết các thứ mà Chu Hậu Triều đã mua xuống khắp nhà, rồi tìm chỗ ngồi đấm tay bóp chân. Lễ vật mà những tên này xách đến rất đa dạng, thậm chí có diềm giấy đính thạch anh, hũ dừa muối, hồ lô bát tiên, đồ cả. Sau khi chất cả vào nhà, trên giường dưới đất khắp nơi đều là lễ vật. chính Đức đi sau lưng mọi người, bước vào nhà sau cùng, y cũng ăn mặc như một tiểu thư sinh, người mặc đầu đội khăn vải, tay cầm bánh hồ lô đường gặm được một nửa. Y nhảy mấy bước đến bên cạnh ấu nương, thải ba sâu chân trâu và một bao giấy tuyên thành thượng hạng lên giường rồi cười hề hề với ấu nương ấu nương tỉ tỉ đệ cũng đến này ấu nương hơi ngẩn người thấy y còn nhỏ tuổi nàng không khỏi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy kỳ lạ thư sinh nhỏ tuổi thế này mà cũng là người bên cạnh thái tử à nàng thấy thư sinh này hơi quen nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp mặt lúc nào dương lăng vội bước tới giới thiệu à vì này <laughs> cũng là đồng liêu của ta nếu tử có nhớ tiểu công tử mà chúng ta đã gặp ở hộ quốc tự ngày đó không Hà nấu đường a à một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhớ rồi tiếp nhớ rồi thế ra tiểu công tử cũng là bạn độc bên cạnh thái tử gia Ê, mời vào mời vào ấu nương thấy tuổi tác của vị tiểu thư sinh này sấp xỉ với tam đệ mãn thương của mình cảm thấy rất đỗi thân thiết nàng cười nói vị y mà vào nhà ngồi đi đệ là đồng liêu của tướng công phải gọi tỷ là tàu mới đúng chính đức chỉ có một đệ đệ đã chết yểu lúc nhỏ con cháu họ chu tuy nhiều song tất cả đều bị đuổi ra khỏi kinh hết nên ngày thường y thực sự chưa từng gọi người khác là tàu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát cảm thấy có người chị như ấu nương cũng không tệ thế là bèn vui vẻ sửa đổi cách gọi ấu nương cười đáp một tiếng đang chuẩn bị đun nước pha trà trương vĩnh vội ngăn lại cười ha 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 ha, ha. phu nhân không cần khách giáo đâu trong nữa dương thị độc sẽ mời các vị đồng liêu đến tiểu lâu uống rượu chúng tôi đến nhà ngồi một chút rồi sẽ đi thôi những kẻ này thực sự đang rất mệt nhưng chính đức thì vẫn dồi dào sức lực chạy loạn khắp trong nhà ngoài sân Hệ thấy thứ gì mà chơi gặp bao giờ y liền tò mò căng cái họng vịt được ra gọi tàu tới. Từ khi đến Kinh Thành, ấu nương cũng hơi nhớ đến người thân ở quê nhà. Chính Đức mày đen mắt đẹp, nghịch ngợm, khỏe khoắn, rất giống với đệ đệ hàn mãn thương của nàng. Vì vậy ấu nương cũng rất thích y, cho nên hết lần này đến lần khác kiên nhẫn giải thích một phen. Một hồi sau, chu hộ chiếu lại nhìn thấy cái giếng trong sân, thấy buộc dây thừng và bánh xe gỗ kéo thùng gỗ lên thì có thể múc được nước giếng ngon ngọt và mắt rượi. Thế là tính ham chơi của y lập tức phát tác. Sau khi nghe ấu nương giải thích cách dùng, thấy nước trong lu chỉ còn non nửa, y lập tức nổi hứng hăm hở kéo từng thùng nước đổ vào trong lu. bọn lưu cần trương vĩnh thấy thái tử làm công việc nặng nhọc như vậy, cũng bất chấp thân thể còn năng dã rời, ồ ạt tranh nhau chạy ra đòi giúp. chu hậu chiếu đang chơi hăng, đâu chịu buông tay, đồ đây cần lu nước rồi mới tiếc nối dừng tay. vừa rồi đứng ở bên giếng mấy tên thái giám cứ thon thót lo thái tử sẽ gặp bất chắc, rốt cuộc thấy y đã dừng tay, sợ y lại nghĩ thêm trò mới mẻ gì nữa, liền vội thừa dịp cáo tử ấu nương. Hàng người rời khỏi sân nhà, Dương Lăng cố ý tụt lại ở phía sau, chờ bọn họ đi xa một chút rồi quay đầu nói với ông nương. Ông nương, sắc mặt nàng tệ lắm, má đỏ bừng rồi, có phải cảm thấy không được khỏe không? Nếu không thì khi nào về, ta dẫn nàng đi gặp Lăng Trung nhé. Hà đấu nương phân chấn tinh thần cười nói, thân thể tiếp nào quý giá như vậy, tướng công yên tâm đi, có lẽ là do lành bụng cho nên hơi khó chịu, thiếp nghỉ ngơi một chút thì sẽ đỡ thôi, chàng hãy đi tiếp khách đi, chớ để thất lễ nàng vừa phủi bụi bặm bám trên vai dương lăng do khiêng đổ khi nãy vừa mỉm cười nói thái tử gia thật là một người kỳ lạ thì độc có người sắp làm ông người ta có người thì lại là trẻ con chưa lớn chắc bọn họ cũng là những nhân vật lớn trong triều nhỉ có điều thích cảm thấy bọn họ không ai phong bằng tướng công đâu <laughs> dĩ nhiên dương lăng ướt ngực đáp y ngoái đầu nhìn tám tên đại thái giám một thằng nhóc con phẩm chất của cựu đại ác nhân trong lịch sử này hãy tạm chưa nhắc đến mình cho nên nếu chỉ nhìn vào tướng mạo thì trông thế nào mình cũng đúng là người oai phong nhất. Y cười với ái thê một cách đầy uy nghi rồi nói: nàng trở về đi, không khỏe thì nghỉ ngơi, đừng thu dọn đồ đạc. chờ thêm mấy ngày nữa tướng công mua nha hoàn về hầu hạ nàng. ấu nương của ta cũng nên được hưởng phúc một tí rồi. Kỳ thi hội thường được cử hành vào tháng 2, năm kế tiếp của kỳ thi hương, được gọi là kỳ thi xuân. đến lúc đó sĩ tử toàn quốc tụ tập về kinh để quyết trận sống mái. Tính bi tráng của nó còn khốc liệt hơn cả những kỳ thi đại học một trọi trăm, một trọi nghìn ngày nay. Do năm ngoái vua Hoàng Trị bị một cơn bệnh nặng, qua năm lại gặp phải chuyện thắt đát tập kích biên giới, cho nên kỳ thi xuân năm nay chỉ hoãn đến tận bây giờ mới khai mạc, trễ chọn một tháng. Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Bộ lễ phải xin thánh dụ, cúng trời xanh, bái khổng tử, thực hiện rất nhiều nghi lễ hết sức rầm già, cho nên lúc bắt đầu thi trời đã không còn sớm nữa, bây giờ trên đường vẫn còn từng đám sĩ tử hối ha hối hả chạy đến văn miếu để thi chu hậu chiếu nhìn những thí sinh lưng đeo vải bọc tay ôm bút nghiên này lòng tò mò cũng chạy tới miếu cổng tử để xem náo nhiệt dương lăng biết y mà chơi chơi thỏa thì nhất định không có lòng dạ nào để đi làm đại sự thế là đành phải đi cùng với bọn lưu cần cuống quyết đuổi theo đến văn miếu những thành thị có chút quy mô ở đại minh đều xây dựng học cung tức là nhà học học cung chính là nơi khổ học của sĩ tử đồng thời cũng là chốn thờ công tử miếu công tử của kinh sư đương nhiên là học cung lớn nhất toàn quốc đám người chu hậu chiếu đến trước học cung thấy bức hoành treo cao cao bên cạnh cửa viết bốn chữ vàng vạn thế sư biểu dựng ngay ở trước cây cầu bên ngoài ao miếu là một tấm bia cấm cao 2 mét quan viên văn võ đến đây phải xuống ngựa không cần biết quan lớn cỡ nào đã đến học cung đều phải hạ kiệu xuống ngựa mà bước bộ vào những văn nhân được phong làm đại quan đều trở về cúng bái khổng lão phu tử xem như là đã áo gấm về làng khoe khoang với những kẻ tầm thường còn võ tướng cho dù đã quan đến nhất phẩm quyên khuynh triều chính từ rất xa mà nhìn thấy hai chữ học cung thì cũng phải đi vòng đành thế thôi cái đám hủ nho già một mực tin rằng bán bộ luận ngữ trị thiên hạ đạo đức văn chương thế vô song người học võ bước vào là muốn nhận lấy sự kỳ thị rồi Học công tuy lớn nhưng vẫn không đủ chứa thí sinh của cả nước nên đã dựng thêm ba dãy tròi gỗ sát tường cung để bổ sung thêm điểm thi. Trung quanh màn vải răng kín, binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Lúc chu hậu chiếu gì gì chạy đến nơi thì chuông vang chống đội. Kỳ thi đã bắt đầu. Trước cửa ngoài người nhà, ra bộc của đám sĩ tử và một vài tiểu thương bán nước trà điểm tâm ra thì chẳng còn sĩ tử nào nữa. chu hậu chiếu bỗng cảm thấy vô vị. Thấy dưới gốc cây hòe to có sạp trà, y liền qua đó ngồi. Lưu Cần vội kêu tiểu nhị lại gọi trà, điểm tâm, hạt dưa, rồi cùng chu hậu chiếu tán gẫu dưới gốc cây. Dương Lăng nhìn trời, ước những khoảng hơn 10 giờ sáng vẫn còn dư thời gian để đến bộ binh. Lúc này thì mới yên tâm. Y bảo với chu hậu chiếu một tiếng rồi men theo ao nước trước học cung, chậm rãi đi về hướng Tây. Định ngó bộ dáng của những sĩ tử dự thi cái mớ văn bát cổ này. Có điều màn vải răng thật quá kín, cách vài bước lại có một quan binh canh gác, đến gần một chút là bị bọn họ lớn tiếng quát nạt ngay đi dạo một hồi cảm thấy chán dương lăng đang định quay người trở về thì đột nhiên một sĩ tử tay kẹp bao vải hối hả chạy tới nướt qua người y chẳng tới cửa trường thi do màn vải răng sĩ tử ấy đầu mứt mồ hôi giơ thẻ thi lên sốt sáng báo binh đại ca học sinh vì đến muộn lại đến nhầm trường thi chậm chế chút thời gian xin quan binh đại ca hãy chậm chức một chút cho ta vào đi dương lăng dừng bước lại quay người tò mò nhìn đứng ở cửa gác có bốn tên lính một tên tiểu kỳ xua tay bảo Chuyện lớn như thi hội này mà cũng nhầm lẫn được à? Đã muộn thì đợi thêm 3 năm đi. Chúng ta cũng không dám tự quyết định cho người vào đâu. Vị sĩ tử đó nôn nóng đến toát mồ hôi đầm đìa, vừa quỷ lụy cầu khẩn vừa chắp tay vái lia liệu Các vị quan binh đại ca, học sinh cực khổ đọc sách học hành 10 năm không nghỉ chính là vì một khắc này đây. Không dám giấu các vị quan binh đại ca, đêm qua học sinh còn cố thức học đến tận canh ba. Chỉ hận trên đường đụng phải một tên vô lại, bị hắn cuốn lấy quấy giày mãi cho nên lỡ mất giờ thi. Xin các vị hãy giúp đỡ một chút. Dương Lăng quan sát tên sĩ tử này, thấy gã tuổi trạc 25, 26, mày rậm mắt to, nước da ngâm, vóc người vừa cao vừa gầy, người mặc một bộ thanh sam, trông như cây sậy. Gã vừa ban vị, vừa đưa tay vào ngực, lấy tất cả ngân lượng cất trong người, nhét vào tay của tên lính nọ, kèm theo một nụ cười nói, Các vị binh đại ca, hãy châm chức một chút, đại ân đại đức, học sinh suốt đời sẽ không quên. Tên lính thầy nhét chừng hơn chục lượng bạc dòng, ánh mắt tức thời lộ ra vẻ tham lam, có điều bên trong trường thi này là trọng địa cửa ai trùng trùng qua được cửa ai này cô hắn cũng không vào được đến trường thi tuy hắn là một quan minh lớn nhưng cũng không có quyền đưa người vào đành phải ngậm ngùi đẩy số bạc lại vào trong ngực sĩ tử nọ lắc đầu không nói gì thêm thấy tình cảnh này thì sĩ tử đó quýnh quáng đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống dòng dòng bản thân gã lại không cảm nhận được thậm chí không lau chúng đi mà vẫn níu kéo tên tiểu kỳ nọ khẩn nài không hết. mấy tên lính khác thấy gã cứ đứng lì không chịu đi thì cũng bắt đầu lớn tiếng nạt nộ một quan viên bộ lễ bên trong nghe tiếng ồn bước ra Phát đống tay áo lạnh lùng gắt kẻ nào là mồn ngoài cửa đó quan viên bộ lễ đó chỉ là một viên ngoại lang bộ lễ nhưng dưới tình thế quẫn bách sĩ tử này đã hết cách đành sụp gối xuống đất đánh cộp một tiếng cất cao giọng khẩn khoản xin đại nhân hãy cứu ta xin đại nhân hãy cứu ta học sinh vì trễ một khắc không kịp vào trường thi xin đại nhân nghìn vạn lần khai ân hãy để cho ta vào Năn nỉ dứt lời, sĩ tử đó dập đầu như dã tỏi. Dương Lăng vốn chẳng để ý gì mấy, đến khi nghe tiếng đầu gã nện bồm bộp xuống đất mít thoát mình lo lắng lập tức đồng cảm viên ngoại làng bộ lễ đào mắt khinh bỉ lạnh lùng nói triều đình mở khoa chọn sĩ là muốn tuyển lựa nhân tài vì nước dốc sức thì hội là chuyện lớn như vậy mà ngươi còn có thể đến trễ loài người như ngươi cũng có thể vào chiều làm quan ư ừ. trở về đọc sách thánh hiền thêm mấy năm nữa đi tên sĩ tử nghe xong cảm thấy nghẹn ngào càng không đứng dậy mà nằm phục tại chỗ dập đầu không ngừng lời khẩn cầu thậm chí cũng không thể thốt ra Dương Lăng thấy vậy không nành lòng, không nén được bèn xin hộ. Vì đại nhân này, y đến trễ cùng lắm chỉ một khắc mà thôi, tuyệt đối sẽ không thể có chuyện lộ đề dối trá gì. Chỉ bằng để cho y vào đi. Đại nhân cũng là kẻ đọc sách, hẳn phải biết là khổ học không dễ mà. Viên ngoại lang bộ lễ cười khẩy, vừa liếc giáo y vừa khinh khỉnh hỏi: người là kẻ nào? Dương Lăng đáp: tài hạ Dương Lăng cũng là một kẻ đọc sách. Người đọc sách vất vả nửa đời, đường công danh chỉ có một đường khoa cử, quan hệ đến tiền đồ cả đời của người ta. Đại nhân hãy khai ân giúp y một chút đi. Viên ngoại lang cười nhạt đáp với cái giọng quái gở. Khoa trường là nơi nào chứ? Khoa cử là đại sự như thế nào chứ? Việc trang nghiêm thiêng liêng như vậy, há có thể cho phép người ta tự làm theo ý mình ư? Dương Lăng thấy vẻ mặt khinh người của gã chợt nhớ câu chuyện ngụy trung hiền của Đông Sường, sai người đưa trương hiếu cổ. Hiếu cổ nghĩa là ham thích đồ cổ, vào trường thi trong tác phẩm liên tăng tam cấp, trong lòng bèn máy động. Ai cũng nói sường vệ hoành hành, kẻ nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt không biết lệnh bài của mình có dùng được hay không thấy chung quanh không có người quen y bền thò tay vào ngực lấy ra tấm ngọc bài giơ lên trước mặt viên ngoại lang bộ lễ mỉm cười nói đại nhân vì khoa cử là đại sự hàng đầu của đời người vẫn mong đại nhân châm chức một chút thật sẽ công đức vô lượng viên ngoại lang nhìn thấy lệnh bài phi ngư trong tay dương lăng lập tức giật thoát bình cầm ý về ung dung tự tại trong kinh sư mười người thì hết tám chín kẻ là ma đầu uống máu của bắc trấn phủ ti chỉ cần đưa một hiệu ý của nha môn này ra cũng đủ bóp chết viên ngoại lang còn con như hắn rồi. Huống hồ nhìn bằng ngọc bài trong tay người này thì y nhất định phải là quan quân cao cấp trong cẩm y vệ. Từ khi nào cẩm y vệ quản luôn cả chuyện khoa cử vậy? Bọn nó cũng xem như là người thuộc hệ quân đội, bình thường ghét nhất là đến mấy chốn học cung này. Chẳng lẽ là hoàng thượng ra lệnh cẩm y vệ đến âm thầm giám sát? Không để chậm trễ một chút thì không tính là chuyện to tát không thể châm trước hay sao? Nếu như cả này thêm mắm thêm muối dèm pha mình ở trước mặt hoàng thượng, nói mình cố ý làm khó sĩ tử vậy thì thế là trong chớp mắt mồ hôi chảy ròng ròng khắp mặt viên ngoại lang gã lắp bắp ừ, dương đại nhân vừa nay hạ quan không biết thân phận dương đại nhân nên đã thất lễ thật sự đã thất lễ có một câu này của đại nhân vậy có gì là không thể chứ hạ quan sẽ lập tức tự mình đưa sĩ tử này vào trường thi ngay xin đại nhân cứ yên tâm gã sĩ tử cao gầy vẫn luôn quỳ ngước mặt ở cửa nghe hai người nói chuyện vừa nghe xong liền lộ ngay vẻ mừng rỡ y vội vàng khấu đầu làm lễ nói đa tạ dương đại nhân đa tạ khảo quan đại nhân tuy không biết ngọc bài dương lăng cầm là lệnh bài gì nhưng thấy y tuổi hết còn trẻ lại có thể khiến cho vị khảo quan đó phải biến sắc nhất định là vị quan to chức lớn rồi dương lăng chắp tay nói với khảo quan nếu đã vậy đà tạ rồi quay sang sĩ tử nọ cười lớn bảo đưa huynh vào khó để danh kim bảng còn khó hơn có thể vượt long môn hay không tất cả đều sẽ trông cậy vào bản lĩnh của huynh đó làm xong được một chuyện tốt lòng y cảm thấy rất vui vẻ bước chân lâng lần, y nhắm thẳng về phía cổng chính của học cung mặt tiến vị viên ngoại lang bộ lễ thở phào nhẹ nhõm vẫn còn chút khiếp vía nói với gã sĩ tử mau đứng dậy đi để ta đưa ngươi vào trong trường thi vâng 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 đại tạ khảo quan đại nhân sĩ tử ấy đứng dậy nước mắt ràn rụa ngoái đầu thấy dương lăng sắp rẽ qua góc màn tre liền vội cất cao giọng nghẹn ngào nói to ơn giúp đỡ của dương đại nhân cả đời này học sinh nghiêm tung không bao giờ quên vừa mới rẽ qua màn tre Nghe được lời gã, Dương Lăng liền vấp chân, thiếu chút nữa thì sẽ ngã lộn cổ xuống sông.